Xin chào quý vị khán giả, khách hàng của tiệm đàn Hoàng Pino. Thì để làm ra một cái trang web mang nhiều tính năng chuyên nghiệp và mua bán hàng tiện lợi, thanh toán xuất hóa đơn rồi cho khách, thì tháng rồi Hoàng Pino có hợp tác với một đơn vị gọi là GoSale.vn. Họ gọi đến, họ muốn hợp tác. Thì họ nói lúc đầu là kiểu sẽ hỗ trợ rất là nhiệt tình, hết mình. Nhưng khi mà làm ra trang web thì không có đạt được như ý, nên Hoàng Piano đã bỏ. Và trang web của họ rất là độc tài. Họ bắt là bên công ty Hoàng Piano là phải để cái bản quyền trang web đó thuộc về họ, là mình làm website hơn 15 năm ở Việt Nam rồi. Và tôi chưa bao giờ gặp một cái tổ chức nào mà nó lừa đảo như cái GoSale này. Nó mới ra đời ở Việt Nam thôi nhưng mà nó đang lừa khách hàng. Thì nó làm website mà nó bắt người ta để bản quyền qua công ty của nó. Đó. Thì tốn hơn mười mấy triệu á. Rồi giờ trang web nó bỏ đây, không có dùng được. Thì tôi hợp tác với một cái đối tác khác là bên Sabo, Sabo.vn. Tôi là có 15 năm kinh nghiệm làm thiết kế website, và khi mà làm giải cứu động vật á, thì sẽ không có thời gian để phát triển cái lĩnh vực của mình, nên không có đáp ứng nổi cái nhu cầu mà thương mại điện tử bây giờ kết nối sàn đa kênh rồi chuyển đổi số. Nên tôi rất hiểu về thiết kế web nhưng mà không thể nào mà phát triển mà thiếu sự hỗ trợ về làm phần kỹ thuật code. Thì bên đây Sabo làm đơn vị rất là chuyên nghiệp. Khi mà tôi không có đáp ứng nổi cái phần về chuyển đổi số trên website á, thì một số khách hàng của Tuyun như là công ty Hàn Quốc Rimiba chuyển qua đây làm, nhưng mà họ vẫn giữ mối liên hệ với Tuyun là làm quảng cáo. Thì họ cũng chuyển qua bên cà phê F một thời gian, nhưng mà khi mà cà phê F thì nó làm chung với thằng GoSale này đây, cái thằng lừa đảo ở trên mạng này đây. Mọi người hãy cẩn thận, web làm không đạt tiêu chuẩn để bán hàng chuyên nghiệp đâu nha. Nè, cà phê ép nè, thì khách hàng Hàn Quốc của tôi trước đó làm với cà phê ép thì cái trang web nó cũng không ra gì hết, nên tôi nói là phải chuyển về với Sabo đó. Thì làm bây giờ Tuyun cũng đang làm Sabo, Rimi cũng làm Sabo, và một số khách hàng nổi tiếng của Tuyun cũng đang chuyển qua về Sabo. Còn GoSale này là một cái thằng lừa đảo, và mọi người tin nó thì trang web mọi người làm không có tới đâu á. Đây, bên này á, người ta sẽ thiết kế theo cái giao diện mà tôi mong muốn, và tôi có kinh nghiệm về giao diện web, am hiểu 15 năm và xây dựng trang web làm sao để khách hàng mua bán hàng tiện lợi thì tôi rất rành. Nên á, cái người làm thiết kế là người nắm bắt về những xu hướng mới và làm đúng cái mục đích của khách hàng. Còn cái thằng lập trình bên trong á, cũng rất là quan trọng, nhưng mà cái phần lập trình mà mình không có rành về thiết kế thì mình không có hướng dẫn cho người ta lập trình chuẩn theo cái yêu cầu của mình được. Và cái trang web bây giờ Tuyun làm với bên Sabo là tốn cũng hơn 40 triệu nhưng mà nó chuẩn, còn này nó mười mấy triệu. Nhưng mà chưa có kết nối mạng đa kênh gì hết. Nếu mà kết nối vô cũng thành mấy chục triệu nữa. Đó, mà nó làm trang web giống như là cái lựu đạn vậy đó mọi người. Thì cẩn thận GoSale.vn nha. Đang làm một cái đơn vị làm web lừa đảo ở Việt Nam mình. Còn quý vị mà muốn làm chuyên nghiệp thì qua Sabo, mà muốn thiết kế web đẹp á thì liên hệ tôi. Tôi sẽ ăn phần trăm trong cái tiền thiết kế, bởi vì tôi am hiểu về web nên tôi có thể hướng dẫn người ta làm chuẩn cho quý vị không có bị lừa đảo. Và tôi có liên hệ với bên Sabo đây,
nó làm không có ra gì, nhưng mà mình kêu á, là nó trả cho mình bớt 30% tiền đi, thì nó nói là hiện tại bên em đang cung cấp cho bên anh đúng dịch vụ theo trên hợp đồng và sẽ không giải quyết việc hoàn tiền à. Thấy chưa mọi người, đừng có tin lời mấy đứa gọi điện thoại đến mà nó nói làm web chuyên nghiệp nha, nó lừa đó. Tion nó kinh nghiệm làm web của Tion đầu tiên á, gần đây nhất đi, là cho tập đoàn Celadon City, rồi cà phê Trung Nguyên, rồi Vinpearl, Vinpearl tập đoàn Vingroup á. Nên cái trang web Tion thì có ý tưởng về thiết kế, nhưng mà nói về làm về phần code bên trong á, thì nó cả một đội ngũ. Bởi vậy tôi hiểu cái việc khó khi làm ra một cái trang web ấn tượng là nó như thế nào. Đấy. Thì bây giờ mọi người nên cẩn thận, thằng GoSale này nó gọi phone hết cho người này đến người kia để nó lừa đảo. Thì ai xui không có coi được cái clip này thì bị dính nó lừa ráng chịu. Còn tôi thông báo như vậy để tôi ngừng lại cái việc mình làm với bên này là mình đang quảng cáo cho nó chứ không phải mình làm cho mình. Nó làm nó bắt mình gắn bản quyền của nó, không mình không gắn không được, mình trả cho nó tiền mà nó bắt mình gắn bản quyền của nó. Nó làm cái quái gì vậy? Nó làm ăn gì đó mọi người. Nó làm như kiểu ông nội vậy đó. Về Trung Quốc chơi nha mấy cưng. Rồi, bye bye. Tôi thông báo thêm nữa là trang web hoangbino.vn là chuẩn bị ra mắt. Trang web này sẽ mua bán linh hoạt, tiện lợi, kết nối tất cả các sàn trên Shopee, Lazada, Tiki, Sang Đỏ và cửa hàng trên Facebook. Thì quý vị vô đây quý vị mua hàng trong này là hàng bảo đảm giảm giá hơn những nơi khác, rẻ tiền hơn những nơi khác, nhưng mà chất lượng thì cũng như nhau, chỉ có là rẻ hơn rất là nhiều, và chính sách chăm sóc khách hàng, bảo hành, bảo trì là tốt nhất. Web thì làm theo cái giao diện để cho khách hàng dễ mua. Cái phần giá rẻ hàng cũ hàng mới này bên đây đang cập nhật lên theo đúng cái tiêu chí của tôi, là cái gì giá rẻ tôi cho lên, khách muốn coi lựa đây giá rẻ, còn những cái gì mà hàng cũ thì hao show lên đây, còn hàng mới gì mới ra coi đây cho nó nhanh, còn muốn coi chi tiết thì vô cái mấy mấy menu này nha. Rồi cảnh báo lần cuối nha về GoSale nha. Nói thực ra nói vậy luôn cũng không, nói vậy thì thấy tội nghiệp những cái người đang làm việc cho cái công ty này, nhưng mà nó thà cho người ta coi như vậy để người ta biết nó đang lừa. Và chính cái mấy người chủ đang làm cái này á, họ cũng phải thay đổi cái cách làm việc nếu muốn làm ăn ở Việt Nam đàng hoàng. Và làm giống như là cái này là mình góp phần vô đây, mình làm là biết cái gì không? Mình xây dựng cái nội dung, mình xây dựng cái dữ liệu, kho dữ liệu khách hàng của mình cho bên này, là khách hàng của mình là làm giàu cho cái thằng GoSale này, mà nó còn áp đặt của mình nữa, nó chơi lượt rừng. Còn tôi làm web 15 năm nay rồi, tôi chưa bao giờ làm như vậy. Khách tất cả khách hàng tôi làm là tôi nói là bản quyền là thuộc về khách hàng, chứ chả ai nói mà bản quyền thuộc về mình. Mà tại sao tôi làm web chuyên nghiệp như vậy? Tôi làm việc với ogv.com, tập đoàn quảng cáo hàng đầu thế giới, có mặt hết trên 153 quốc gia và chọn ra những người thiết kế tài giỏi để làm việc. Đấy. Quý vị mà muốn hả có tiền nhiều, muốn làm chuyên nghiệp thì đổ vô trong đây một trang web mười mấy ngàn đô đó, chuẩn sale hết luôn. Thì những tập đoàn lớn bây giờ họ làm việc với OGV, làm chuyên nghiệp sẵn đây giới thiệu luôn. Chứ còn mấy cái web thiết kế cù bắp này mà muốn làm ông nội người ta, trời trời, mày điên rồi.